daddy, listen. Maybe to you're not the first, but you make me crazy. People call it having crush. Yeah, yeah, having crush. Em là khi mà bao lâu nay lòng anh luôn sớt. Tưởng tượng ngày gặp được em hung cái chóc cái chắc tôi chết. Vào một ngày đẹp trời đầy nắng, thấy bé đứng bên là già. Tìm người quen nhưng sao te leo qua cây nàng. Lục tìm Facebook thấy bé vui tóc như na cha. Ồ thì ra đây là duyên do ông trời ban ta với nàng. Nhưng thằng em thì lanh chanh, vô giành em nhanh hơn tôi, nên tôi lùi không phanh, nhanh tay làm quen bà kia luôn. Vô nhà em gọi long nhông nhưng em thì không thèm quan tâm, và thế là tán ma kia hết đi. Một tuần qua ngày mai được thấy em. Nhờ em mà anh lại có cơ hội để viết tình ca nè. Gặp được em là anh đã biết là mình sẽ không cần la cà. Tuy là ta yêu xa nhưng hai con tim thì không hề xa, mà gửi đến đôi ta ở tương lai 2-3 năm sau khi đã về chung nhà. Nếu em thích anh sẽ làm rùa để cho em được sợ mấy. Em thích nghe nhạc Sơn Tùng nha, ai em sợ cái. Anh đã đón được ngay từ đầu, ta sẽ quên nhau trong một mai. Em cũng để ý anh ngay từ đầu mà, phải không? Đúng nhận sai cãi nha. Anh còn biết là anh không tốt, không có phải là gu em. Vài tin nhắn anh không có nhớ, chứ không có phải là không xem. Miễn đêm nào mà anh còn tỉnh, thì nguyện cùng em khôn thâu đêm. Nếu mệt thì để dậy ngủ để có cảm giác được bên em. Tuy anh không biết cách viết ba lời hoa mỹ, nhưng mọi lời mà anh nói đều là do tim anh nghĩ. Luôn muốn được cùng em tắt cả đêm, không lo nghĩ như âm tiết. Hoàng bảo biết không cả suy được suy nghĩ như ước mơ. Được cùng em luôn ngân vang và mỹ. Không chỉ thích mà còn yêu cả tính tình, cả ánh mắt. Thì cái cách em hay trách hay cái cách em hay dở. Hứa chỉ một và duy nhất, dù có tức cũng không đổi. Dù có đánh anh bằng chổi hoặc có bổ anh bằng chày, dù có chửi anh cả ngày lòng này cũng không đổi thay. Nếu không tin thì cứ để anh chứng minh cho em thấy. Những lời này mà anh nói đều xuất phát từ tấm lòng. Sau này lấy anh làm chồng, mở tiệm bánh cái ngôi nhà có khu vườn trồng bông hồng. Anh chụp hình ở bên ngoài, em làm bánh ở bên trong. Tới thời gian rồi mi nên đưa chăm bé thay câu gái là những gì mà anh mong. Thấy bé đứng bên là già, tìm người quen nhưng sao te leo qua cây nàng. Lục tìm Facebook thấy bé vui tóc như na cha. Ồ thì ra đây là duyên do ông trời ban ta với nàng. Nhưng thằng em thì lanh chanh, vô giành em nhanh hơn tôi, nên tôi lùi không phanh, nhanh tay làm quen bà kia luôn. Vô nhà em gọi long nhông nhưng em thì không thèm quan tâm, và thế là tan ma kia hết đi. Một tuần qua ngày mai được thấy em. Nhưng thằng em thì lanh chanh, vô giành em nhanh hơn tôi, nên tôi lùi không phanh, vô làm quen bà kia luôn. Vô nhà em gọi long nhông nhưng em thì không thèm quan tâm, và thế là tan ma kia hết đi. Một tuần qua ngày mai được thấy